Hoàng xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được xây dựng độc lập gần với lại vị trí Ngọc Ánh đang đứng, gần với lại trường tiểu học Vạn Bảo Vạn Phúc mọi người ạ. Với cái căn nhà này thì nó cách với đường Ngọc Ánh đang đứng ở đây chỉ 50m thôi. Diện tích rộng 45m2 và xung quanh thì ngập tràn tiện ích, ra khu đô thị rất là gần, chỗ để xe ngày đêm thoải mái. Sau đây mời người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà nhé. Và đây là căn nhà mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu tới quý vị, với căn nhà thiết kế và xây dựng độc lập duy nhất một căn, diện tích 45m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, với hướng nhà là hướng đông nam, ngõ trước nhà 2m cách với đường ô tô, cách với cái nơi Ngọc Ánh vừa đứng là khoảng tầm 50m thôi nha quý vị. Giao thông đi lại lại rất là thuận tiện. Đó. Và với cái thiết kế ở đây, cửa cuốn là cửa chính của ngôi nhà. Mời người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này xem. Với cái căn nhà ở Vạn Phúc này thiết kế ra sao? Hướng đông nam, diện tích 45m, rất là rộng. Đặc biệt nó được xây dựng một căn. Với đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Phần phòng khách, căn nhà này thì cơ bản là đã được hoàn thiện xong hết. Theo như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được thiết kế và lắp đặt đầy đủ. Với vị trí bất động sản, cái căn nhà này thì nó là thuộc gần như là khu tập thể Len Vạn Phúc mọi người ạ. Nên là đi lại rất là thuận tiện, gần với lại trục đường đi ra Nguyễn Trãi Thanh Xuân, gần với lại cuối đường gần với lại cái trục đường Lê Văn Lương kéo dài. Nếu như mà quý vị nào mà đi làm theo các cung đường đấy thì nó rất là hợp lý. Và mời theo em vào khám phá cụ thể phần bếp của ngôi nhà ở phần tầng 1. Với cái diện tích rộng này ấy, thì cái căn nhà này chia đều các phòng, phòng khách, phòng bếp riêng biệt từng căn, từng phòng luôn. Đó, nó không như một số cái căn diện tích nhỏ thì là cả bếp và khách nhìn thông nhau. Còn đây thì phòng này, đây cái phần phòng bếp đây mọi người ạ. Có cửa. Và ưu điểm tiếp theo của cái căn nhà này, nó hai mặt ngõ. Đằng sau là cái ngõ đi của những cái căn đằng sau. Cho nên nó rất là thoáng. Hướng nhà đông nam này thì nó rất là mát. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát. Và cái hướng đông nam thì như của anh được biết ý, thì rất là nhiều khách hàng kén hướng tây vì nó sợ nắng, cho nên là cái hướng đông nam rất là được ưu ái mọi người ạ. Đây, hệ thống trần thạch cao ở phía bên trong phòng bếp cũng được lắp đặt đầy đủ này. Và đây là cái không gian phòng bếp siêu rộng với tủ bếp thiết kế rất là hài hòa hợp lý. Tông màu chủ đạo là màu trắng và màu nâu. Với phần mặt bếp thì ốp đá granite đó. Phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt hết đầy đủ rồi, hồ sơ điện nước riêng biệt. Điện thì là EVN Hà Nội và nước thì là nước sạch sông Đà quý vị nha. Phụ kiện bếp chất liệu inox 304. Vị trí này thì nó thuộc trung tâm Hà Đông, giao thông đi lại rất chi là thuận tiện. Gần cầu đen, gần cầu trắng, gần bệnh viện đa khoa Hà Đông, gần với lại bệnh viện quân y 103, bệnh viện ca Tân Triều. Nói chung tính từ, nếu như mà quý vị có muốn Google Maps thì quý vị có thể đến với cái trung tâm làng lụa Vạn Phúc là quý vị có thể án chừng được cái ngôi nhà này, bởi vì ngôi nhà này nó rất là gần với cái vị trí đó. Còn đường hướng, vị trí, giá là Ngọc Ánh review chi tiết cụ thể 100% từ chủ đầu tư tới tay khách hàng. Và hiện tại cái căn nhà này thì chủ nhà đang chào bán là giá 4 tỷ 550 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đó. Ngoài phần phòng khách, ngoài phần để xem phòng khách, phòng bếp thì đây là phòng vệ sinh nhỏ nhắn dùng sử dụng ở dưới phía tầng 1, đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng từ dưới tầng 1 và có một cái máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì ở phía tầng 1 là đã có bể ngầm 2 khối 8 và ở trên phía tầng 4, tầng thượng ấy là có một cái bồn nước một khối rồi mọi người ạ. Và ở đây là hệ thống máy bơm nước tổng khi hết nước lên mọi người nhá. Đó. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ tự nhiên. Và mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Phần ngăn cách giữa phần phòng khách để xe với phần cầu thang ở đây có một cái vách lam gỗ để trang trí, cũng như là ngăn cách giữa cái phần cầu thang và phần cửa chính quý vị nhé. Đó. Review chi tiết cụ thể đường, hướng, giá, tất cả mọi cái đều công khai, minh bạch, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm
mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với cái ngôi nhà này, diện tích 45m² thì thiết kế như thế nào? Ở phía tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau, hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây quý vị ạ. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong, hướng ra phía mặt ngõ bên trong, rất chỉ là thoáng. Từ vị trí này, xung quanh dân cư đông đúc, gần với trường tiểu học Vạn Bảo, gần ngay với lại lô đất, cái khu đất dịch vụ và Trúc mọi người nha. Nói chung là với cái vị trí này thì quý vị yên tâm, giao thông đi lại quá là thuận tiện. Với cái căn nhà này, ô tô cách nhà 50m là có chỗ để xe ô tô ngày đêm thoải mái rồi. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Và dưới chân Ngọc Ánh thì thiết kế sàn gỗ công nghiệp. Trong tất cả các phòng ngủ thì đều thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía mặt ngõ và hướng ra phía cửa chính. Với cái phần phòng ngủ này thì là có ban công mở hướng được ra phía bên ngoài. Bên ngoài là có hai chậu cây, chủ nhà đã chờ sẵn. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa của các phòng đều đã được lắp đặt đầy đủ. Hai căn phòng ngủ này rất là vuông vắn, dễ dàng kê giường tủ mọi cái mọi người ạ. Đây. Quý vị có thể nhìn thực tế nó vuông vắn, căn nhà này không lỗi phong thủy, không bị chéo móc gì nhá. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ đây là cửa gỗ. Đó. Tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà màu trắng. Hành lang đi vào giữa hai phòng ngủ ở đây thực tế luôn, nó khoảng tầm được 1m mọi người ạ. Và ở đây phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng trên tầng 2, đầy đủ bồn cầu, sen tắm, lavabo, đầy đủ thiết bị vệ sinh cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Mời theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như ở tầng 2. Như vậy với cái căn nhà này 4 tầng, thiết kế 4 phòng ngủ riêng biệt, phòng nào cũng rộng rãi, thoải mái, phòng nào cũng thoáng trước, thoáng sau quý vị ạ. Đó, đứng từ vị trí căn nhà này có thể nhìn thấy khu đất dịch vụ, có thể nhìn thấy trường tiểu học Vạn Bảo. Đó, những cái tiện ích xung quanh thì phải nói thật với mọi người quá là đầy đủ rồi. Còn quý vị chỉ có thể xem là cái cung đường đi lại, đi làm nó có phù hợp với mình hay không, cái tầm tài chính nó có phù hợp với mình hay không thôi. Đây, mọi người có thể nhìn ở đây. Kia là khu đất dịch vụ để xe ô tô, cách nhà đúng 50m. Xung quanh rất là nhiều tiện ích, gần với lại là lụa Vạn Phúc. Đó, gần với chợ đêm Vạn Phúc, gần với lại xung quanh những cái mà dịch vụ ăn uống, giải trí, vui chơi đều ok. Trung tâm thương mại Yomon Hà Đông. Đây là phần phòng vệ sinh. Nói chung thiết kế chi tiết đầy đủ, tỉ mỉ, đáp ứng đầy đủ cái công năng sử dụng cho một hộ gia đình sử dụng. Với diện tích 45m², 4 tầng, 4 phòng ngủ và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ra sao, mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Bước lên trên phía tầng 4 có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 của ngôi nhà thiết kế rất là tối ưu công năng, hợp lý vô cùng. Ở đây là cái phần để máy giặt, đầu vào ổ điện, sàn thoát nước, phần để máy giặt riêng cho ngôi nhà. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà mọi người nha, rất là rộng, thoáng, đầy đủ cửa sổ. Tất cả cửa sổ của ngôi nhà này đều thiết kế và trang bị hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Trên tầng 4 này cũng được chủ nhà thiết kế trần thạch cao. Duy nhất ở phía trên tầng 4 thì là chủ nhà thiết kế, đây là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 đây. Và đây là phần sân phơi, phần còn lại của ngôi nhà. Xung quanh dân cư đông đúc, vị trí đi lại giao thông thuận tiện. Đây, đứng tới đây quý vị có thể nhìn thực tế luôn, trường tiểu học Vạn Bảo ở đây. Quý vị có thể cho con em mình đi học bằng cách đi bộ cũng được. Và với cái căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong hết rồi. Theo đúng như hiện trạng thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.